Người ta đã trưởng thành hơn rồi. Hiểu hôm qua ai mà làm bạn gái nó chắc cũng đau tim nó luôn á. Hiểu hôm qua ấy. Của ai mà làm bạn gái nó chắc cũng đau tim với nó. Đi đâu cũng xà nẹo. Gì? Bộ cụ à? Sao một người đang nhiều người có như vậy? Hồi hộp à?
Ủa sợ. Chắc muốn nối lại tình xưa. Nó mới chấm số gì không mà nó điện em lại vậy? Cái nó bán bảo hiểm đó em. Không ổn, không có bảo hiểm của em nè anh ơi. Nó về quê luôn. Mình nè.
muốn méo cái mặt luôn. Tôi cũng muốn nó rủ cái tay luôn này. Nghĩ 5 phút đi chị ơi, đau quá. Cái này mà đi lấy cái cây không chịu không nổi luôn á. Bà đó quá nặng cái cây mà, bà nặng tới đâu mình tim mình nó thúc tới đó luôn á. Ở ngoài quê á. Sợ đúng không? Sợ bị sẹo á. Để đau không phải sợ. Đúng rồi, nhưng mà nó bị chảy cái cây á. Ừ. Cái cây mà nó chặt cái rồi thôi tủa. Hồi trước cũng lúc mà nó mới nổi lên cũng bị hai bên này nè, nhưng mà ít là càng nặng sao nó càng ra vậy cũng không biết luôn á. Tôi rầm 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 cái tay rồi nó thấy mày biết mụn bao nhiêu nào rồi đấy thì chị mở tay chị ngưng đi. không phải là mở tay nó rung mà là nó gầm xuống để lấy mụn ấy, đè xuống này nó cứng quá ấy. Nó chị nghe nó thanh luôn hiểu. Cái này đi ăn không được nữa hả? Ăn gì nữa? Nữa ăn gì? Ăn áp. Rồi sẽ mặc một tối áp. Như một tấm cái cây cho củ ăn hết thì đi ăn. Chị ăn có mấy kinh như biết có tâm dễ sợ luôn. Sao tự nhiên rủ đi ăn ốc? Tự nhiên rủ đi ăn ốc. Hả? Sinh nhật. Sinh nhật nữa hả? Ốc bữa hổm mình muốn ăn cho hết con nữa hả? Ừ. Bên đây bà làm gì ở đây? Ngày xưa đói, ăn gì cũng thấy ngon. Tính ra không bao giờ mình đói luôn á. Ta chưa ăn những thứ ngon hơn nên khoe là mình có hỏi giờ thì không biết mấy giờ.
cái gì chị hai con mắt không? Cố lên sắp hết rồi. Còn mấy cái nữa. Ở trên nó cứng hay sao? Đúng rồi, nó cứng hơn mà nó sẽ khó lấy hơn. Ngưng tí được chị, đau quá chị không nổi luôn á. Còn có 3 cục nữa thôi. Chết quá. Còn có mấy cục nữa, cố lên. Đây chắc là ngắt rồi. Xong hơi giùm chị đi mới thôi.
gì dữ vậy? Ủa để làm gì? Nên đâu có xoa dịu được nỗi đau đâu. Rồi nước mắt rồi kìa. Thiệt luôn á, nói chuyện nghe thiệt chứ. Không mấy chị lấy 500 ngàn rồi về được rồi đó. Xong. Bên kia không chịu ấy đâu. Được chưa? Thank you.